Tiền đâu mà đi du lịch hoài vậy mày? Mày sướng nha, đi chơi suốt luôn. Con đi du lịch nhiều như vậy chắc có tiền chứ hả? Đó là những cái câu hỏi mà tôi thường nghe từ bạn bè, mọi người xung quanh khi mà nói chuyện với mình. Vậy bạn có tò mò muốn biết ở đâu mà mình có tiền nhiều để đi du lịch không? Xin thưa là không. Nếu mà nói về tiền á thì mình là một đứa hơi tệ so với bạn bè đồng trang lứa. 30 tuổi, người ta có nhà cửa, tài chính và con cái, nhưng mình thì không. Mình có nhà nhưng mà không có tiền, cũng không có con, chỉ có người thân và bà Tuyết bên cạnh thôi. Nhưng mà những thứ đó cũng không phải là thước đo giá trị của hạnh phúc. Từ 25 đến 30 thì bạn thường nghe những cái câu như là khủng hoảng tuổi 25, trên bên tuổi 26 bla bla. Mình thì đi qua cái giai đoạn đó rồi, đã qua cái lúc mà mình hoài nghi về bản thân, thực sự bất tài vô dụng và yếu kém. Chỉ bởi đơn giản mình nghèo nhưng mà mình vẫn cảm thấy vui với những chuyến đi mà mình đã có. Mình không giàu nhưng mà đủ có một nguồn thu nhập tạm ổn định để không lo cơm ngày ba bữa. Và đổi lại vì đi du lịch nhiều và gần như là mỗi tháng nên là mình cũng không có nhiều tiền tiết kiệm. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Mình biết là mình sẽ cần tiết kiệm nhiều hơn để tích lũy cho tương lai và dự phòng cho nhiều tình huống. Nhưng mà cái vui nhất của mình có ở thời điểm hiện tại đó là không còn hoài nghi về bản thân nữa, được gia đình cởi mở hơn trong chuyện quen con gái, chấp nhận mình nếu mà có tổ chức đám cưới, có bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi và giúp đỡ nhau tốt hơn trong cuộc sống. Quay về chuyện tiền thì tiền không phải là tất cả, nhưng mà không có tiền thì cuộc sống khó có thể có niềm vui. Mình chưa giỏi trong việc biến đam mê thành công việc kiếm ra tiền, nhưng chí ít bây giờ đã có thêm vài nguồn thu nhập tài trợ từ trong những chuyến đi. Mình làm video review về trải nghiệm và dịch vụ của nhãn hàng chỉ là một số ít thôi, vì chi phí mà mình tự bỏ ra trong một chuyến đi thì nhiều hơn cái số tiền mà mình kiếm được. Nhưng mà mình cũng không có đặt nặng lắm, có thu nhập tốt hơn là không. Mình cũng kén sót, không phải cái nào mình cũng nhận. Mình quan trọng trải nghiệm và cảm xúc hơn, vì vậy mình chưa thể biến du lịch thành nghề, nên là mình đã có 3 năm làm video mà không có ai xem và cũng chẳng có một xu nào, nhưng mà mình vẫn làm. Nguồn thu nhập chính để trang trải cuộc sống của mình đến từ việc làm thương hiệu túi sách hơn 12 năm qua để nuôi bản thân và đặc biệt là đi du lịch. Chuyện làm túi sách sẽ là một câu chuyện rất dài, mình sẽ kể vào một dịp nào đó nhé. Mình quan trọng việc lưu giữ khoảnh khắc trải nghiệm của chuyến đi hơn nên là thường không có tiếp cận. Nhưng mà để mang giá trị cho người xem và muốn viral hơn thì phải điều chỉnh lại, và mình đã cố gắng cân bằng giữa hai thứ đó. Do đó các bạn có thể thấy những chuyến đi của mình thường là cùng người thân, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên thì mình vẫn mong cái sở thích này, đam mê này có thể mang đến cho mình nhiều cái cơ hội thu nhập tốt hơn để có thể tối ưu và ổn định hơn trong cuộc sống. Và cũng hy vọng những cái tâm sự này có thể nhắc nhở cho bản thân mình cũng như là các bạn cố gắng và chú tâm hơn việc giữ cân bằng sở thích, đam mê, tạo ra thu nhập từ nó nhưng mà không mất đi cái chất của bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Nhi, người kể chia sẻ về những chuyến đi và trải nghiệm.